nhá. À thì nhìn cái này nó giống cái luồng dê hơn là cái nhà ở ấy. Thế là anh em người ta bảo rào cho nó đẹp tí, mình sẽ rào cho nó đẹp tí. Với lại đêm mình ngủ ấy, nó đảm bảo ấy, không bị bóng đè lăn ra ngoài mất. Nó chưa đảm bảo. Đám này rất cần rất nhiều nữa luôn. Rất nhiều cây luôn đấy, đám này ấy. Bởi vì đám này quen mà. Giờ đấy mấy chục giây thôi. Bụi ngoài đấy, rào đây ngủ đó lăn. Có chắc chắn rồi. Chúng ta bây giờ mình phải để, nếu mà làm được cái này phải cởi hai cái thang kia làm nó mới bể. Ơi ôi giời ơi, tiếp tục có phên bây giờ không được ấy lắm. Thế nhưng mà ok, thế mình là được. Nếu cái cây nó cong nó cũng không được đẹp lắm, nếu mà cái cây này mà buộc vào trong này thì có phải là cũng không vào được rồi. Chưa phải làm cái dấu đi này. Chết này. Ừ, cái này trong nhà đó. Tối mát. Đấy, sau một buổi là bây giờ sẽ nấu cơm để ăn đấy. Muộn lắm rồi. Làm cứ mãi làm đi. 1:30-12 giờ rồi. Hôm nay không đi kiếm được đồ rừng gì nhiều mọi người ạ. Đành mua ít thịt đi, thịt lợn bây giờ nó cũng đắt, giá cao quá đi. Không có tiền mua. Con sẽ để ít hành này với mấy miếng này nữa để nấu cái canh chuối kia. Đây. Má này để tí ăn cơm. Cầm nồi canh về. Làm thôi.
Thôi mau vào ăn đi em ơi, đói lắm rồi. Chắc là chín rồi đấy. Đấy, hôm nay anh em lên làm việc thì không có thời gian nào đi tìm đồ rừng ăn mọi người ạ. Thôi thì có tí cơm trắng rồi tí thịt chấm với chanh ớt với lại một nồi canh nón chuối này thôi. Hôm nay ăn đạm bạc thế đó, còn để làm xong cái lều này cho nó đẹp đẹp đã rồi mới đi để tìm mấy cái đồ hoang dã về ăn. Thôi mình mời mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi nhé. Nhớ theo dõi những cái tập tiếp theo trên để ủng hộ cho hai anh em mình nhé. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo.